Và hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip của tôi. Và tôi xin thiệu tên là Vũ Thư Giang, còn đây là em họ của tôi. Mình tên là Vũ Phương Thảo Nguyên, năm nay mình lên lớp 3. Còn tôi là lên lớp 4. Tên họ, tên giả của tôi là Sữa, còn tên giả của em họ tôi là Tỏi. Rồi, bây giờ chính không là chính đâu, một clip là unbox túi mù nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ unbox túi mù cho mọi người xem nha. Đây, nào đổ ra nha mọi người. Wow, là 4 túi mù luôn. Mọi người đoán xem là hôm nay chúng ta sẽ bóc được con gì. Nào bây giờ chúng ta chia, em chọn màu gì? Em chọn màu hường. Ok, chị chọn màu vàng. Em chọn túi nào? Em chọn túi này. Ok, bây giờ tôi sẽ unbox trước nha. Let's go. Bóc nhẹ, bóc nhẹ. Yeah, nó khó một bánh đi nha. Oh my god, unbox rồi mọi người ơi. Nó bay đi mất rồi. Nó là một cốc trà sữa. Trà sữa này mọi người. Đẹp chưa, đẹp chưa? Rồi, tôi sẽ để xem đẹp rồi. Thế đợt em họ có cái bóc. Ok, đây chặt. Em cố gắng lên là được. Trời ơi, nó dính răng luôn kìa. Capybara. Rồi mọi người. Rồi em capybara nha mọi người. Siêu cu tia rồi. Rồi bây giờ đến nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là túi mù thật nha. Rồi em bóc trước hay chị bóc trước? Em bóc trước. Xì đi. Tù xì. Rồi em thắng, em bóc trước đi. Người đá là con gì đây? Nhiều ạ. Một hình trái tim. Một hình trái tim. Một chú lợn. Một chú lợn con. Một bé nào mình không biết. Đâu chị xem nào. Đây là Bum Bum Burin nha mọi người. Đây là Kurumi. Đây là cuối cùng là gấu dâu. Mình rồi, con bé. Bây giờ đến lượt chị bóc nha. Ok. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Rồi, bóc nha, bóc nha. Bóc nè, bóc nè. Bóc một sướng hết cả cái tay. Đã quá à. Cái gì được bóc tiếp? Thôi đừng có ước nữa đi, lắm mổ quá. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy ra từng con nha. Đầu tiên là một cái bánh. Bánh hình trái tim. Mọi người nhìn rõ không? Nhìn chứ. Rồi, đến món tiếp theo. Em đoán là món gì? Nhìn hết rồi. Kurumi. Đây à. Xài bé. Đây là một em thỏ nha. Sướng hết cả được con thỏ em. Còn bé xíu rồi. Rồi đến lượt chị nha. Rồi chị nè. Tèn. Một bé gấu. Một bé gấu siêu mini. Rồi tiếp nha. Là một bông hoa siêu đẹp luôn. Hoa đẹp vậy. Rồi tiếp 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 tiếp. Và bây giờ sẽ là và cuối cùng là một bạn Melody nha mọi người, siêu bé luôn. Và đây là những thành phẩm mà chúng tôi đã bóc ra được. Đây nè, mọi người nhìn thấy chưa? Rất nhiều luôn. Và tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Bye bye.